Hôm nay là Halloween, hai vợ chồng mình quá trang nha. Siêu nhân, siêu nhân. Siêu nhân, hello siêu nhân. Hello đi. Đây, đây là lễ Halloween. Siêu nhân đang lên xe nha cả nhà. Hello. Siêu nhân chất đồ ăn. Chuẩn bị Halloween nha. Đi về rồi, đi về robot vậy đó. À, chuẩn bị Halloween. Này tiệm mình có tổ chức lễ hội hóa trang. Biết túi này để làm gì không? Đừng đừng có tiền tê. Vui vẻ nha. Mình thì cũng hóa trang thành một con mèo hoàng đỏ. Các bạn đón xem nha. Lễ hội hóa trang tại tiệm nail Halloween. Halloween đang làm khách nha, vẫn làm khách nha bạn. Tiệm của mình vẫn làm khách bình thường. Đến chiều thì mới tổ chức lễ. Cô bé ma đây. Có. Người quá. Thợ nail được hóa trang thành nhiều nhân vật. Hello anh này. Ma nữ ở phía sau có ma nam đứng. Quần áo rách rưới. Vô nha, đây là cô gái dân tộc. Còn đây là hoàng tử. Hoàng tử nha. Đây là một No. góc dáng phía sau à. Một cô gái thật xinh đẹp. Rồi 111, 115 chị. Ai? Đây là siêu nhân cao. Siêu nhân cao mất tình. Hôm nay Toby cũng ăn Halloween. Đây là chị chủ nha, mà chị quá trang thành nữ hoàng Ai Cập thật xinh đẹp. Mira Nail Bar Halloween ngày hôm nay. Sao chưa tặng nhắn luôn á. À thích mua luôn này. Đây là thùng phiếu khách sẽ viết tên và bỏ vào mình chọn. Look, cover this ear. You don't have an ear. Đã chụp hướng này là mới thấy thôi. Chú bé Toby. Đây, ăn chưa chị? Lisa. Oh my god. Lisa. They took all my time and I have only 15 minutes left. Yourself, well, you look very pretty, so don't get it.
Đây là cái con ma giàu có nhất tiệm đây mấy bạn. Hột sòn nó đính đầy mặt, xuống tới cổ luôn, răng luôn, quá trời xuất sắc. Hãy bình chọn cho cô ấy là Lisa. Cho anh em Lisa. Đây là công chúa Nicole. Công chúa cầm chân. Công chúa Nicole hôm nay hóa trang với bộ váy màu xanh, xanh min. Yes. Nhưng một hồi tiền tiếp siêu nhiều nha. Mấy bạn hãy bình chọn cho cô ấy. Đây. Hóa trang đi nha. Nữ ảo thuật gia. Đúng rồi, nữ ảo thuật gia. Nhưng mà đang làm nail. Yeah. Đây là anh lính đặc công nha. Anh quên đem súng rồi. Đem súng có công bắn hết chị ơi. Yeah. Đây là thiên thần có đôi cánh đèn, nhưng hiện giờ thì đèn đã tạm ngưng. Đây vẫn là cái anh zombie. Anh zombie với quần áo tả tơi làm nail siêu đẹp. Hello công chúa. Đây là zombie nữ. Là mười con gái. Chụp hình cho chị đi. Vô 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 vô. Đây. Đây là chuẩn bị lên những bức hình đẹp nha mấy bạn. Mà nữ bị Spider-Man bị gì siêu nhân bầm ra. Luôn mấy bạn ơi. Nhìn cái lưng của ma nữ này mình ói hàng luôn á mấy bạn, ghiền không chứ mình nhìn là mình chạy luôn á. Du con, mẹ du con đây. Zombie dog. Zombie mama. Bữa nay vui, bữa nay dẫn con đi đâu không có cho chạy nhảy vậy đó. Bắt đi chỗ này. Yeah. Chạy bộ. Chạy chó terrier, Đây là zombie ba bà. Siêu nhân Mr. D. Mr. D. Tiếp tục là cô ảo thuật gia. Miệt mài làm móng. Đây. Tên tên. Chuẩn bị màu ăn cho body hôm nay. Vô ra luôn. Vô luôn. Đây, đồ ăn đây. Cô gái này ra bưng đồ, cuối cùng không có gì để bưng đây. Động thanh động đảnh đi vô đây. Đây. Chuẩn bị ba đi nha. Rượu. Dưới này bỏ là bỏ 4 chai rượu phía dưới. Có 4 chai bỏ vô. Có lắc xe không? Lắc xe rồi. Bỏ vô phía dưới. Đây là bia. Anh Nam gấp lại dần lo chưa? Rồi tiếp theo đây là phần Paris, phần bia của tối nay. Đây là món ăn nha. Tôm, tôm sóc tỏi. Lobster,
Ở già heo quay, quay ăn với bánh hỏi nha. Cơm chiên quay đi, ai cũng ăn không vậy? Đây vịt quay. Còn làm mọi người đang tranh thủ ở nhà đang nhập tiệc buffet Mr. Yeah. Giờ này ma bắt đầu đói rồi, ma bắt đầu đói rồi. Quá đói. Giờ này ma bắt đầu đói rồi cái gì ơi. Đây. Ma ăn gỏi nha. Thank you.
vị nha mấy bạn. Thứ ba là luôn đây. Kim Linh đồng tổng tài trợ của chị